Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thể loại 80 âm của mình phá cái đầu tiên nha. Trung quyết hô ha. Let's go. Ok. Cô làm tắm nhưng mà tắm xong lại thành một bà già. Rồi các bạn dịu vào đây. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang đến game thứ hai. Evin Kids, let's go. One day. Rồi, một cái chậu. Bây giờ mình sẽ đi lấy nước đầy vào trong chậu này. Cửa phòng bếp ra. Ở trong bếp thì có một skimmer. Mình sẽ cầm cái này và bỏ lên trên nhà vệ sinh. Bin. Ok, mình sẽ tẩm thuốc này vào một chiếc hamburger và mình sẽ bỏ đây cho cậu bé ăn. Ok, let's go. Khi các bạn bỏ vào đấy thì cậu bé sẽ vào ăn. Rồi mình sẽ phải nhổ hai cành cây. Tiếp tục nhổ một cành nữa. Thank you.
Ok. Sau đó thì mình sẽ thả cái này xuống. Tí mình sẽ phải sử dụng đến hết. Rồi, mình sẽ bỏ đây. Rồi, mình sẽ bật công tắc lên. Sau đó thì sẽ dùng cái này để mở cánh cửa ra. Ok. Một cái đầu đang quay ở đây. Chín, ok. Rồi sau đó thì mình sẽ lấy cái lọ này và đựng nước ở đây. Khi các bạn uống vào thì các bạn sẽ vào được trong phòng kia. Các bạn sẽ vào được trong phòng này nếu mà các bạn đã uống. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ uống và mình sẽ lấy cú bình này. Cái mật mã thì vừa nãy mình mở ra rồi, 5189. Rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ 3, Stick Benza Verex. Смартфон. Выручи меня, братан. Скоро буду. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ 4, Slender 2.
Trong game này thì các bạn phải đi truy tìm 7 con ma trong map này. Và các bạn phải chụp ảnh và săn lùng nó. Nếu không thì các bạn sẽ bị đi ninh tinh. Mà không cẩn thận thì bị Slender bắt mất. Và khi gặp Slender thì các bạn phải chạy trốn thật nhanh, quay đi thật nhanh. Còn nếu không thì ông ta sẽ nhìn các bạn một lúc rồi các bạn sẽ bị bắt. Và lúc đó thì các bạn lại phải chơi lại. Ok, mình sẽ đi săn lùng ma, xem nó có đi trong này không. Đây là một nơi bỏ hoang và là gọi là một buổi hoàng hôn rất là sớm, sương mù vẫn còn dày đặc. Chỗ này chắc ma nó sẽ không đi, mình sẽ đi đường này. Đây rồi, ở gần đây có một con ma, mình phải đi đây thật nhanh xem thế nào. Nó đây rồi. Ok, nó đang đi chạy nhưng may mình chụp kịp. Rồi, bắt đầu tiếp tục tìm tiếp. Slender chạy luôn. Mỗi lần bắt thì sẽ xuất hiện một con ma và cứ thế, chứ nó không xuất hiện cả 7 con ma liền nó bay trong này. Nếu mà vậy thì các bạn sẽ bắt nhanh quá, cho nên là khi các bạn bắt một con thì bắt đầu mới xuất hiện một con để nó đi xung quanh đây. Tại vì cái map nó cũng không được to, cho nên là các bạn cứ đi xung quanh đó và các bạn sẽ bắt 7 con ma và chụp ảnh đó. Thì khi hoàn thành các bạn sẽ thoát được khỏi cái map này và các bạn có thể chơi map khác. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Roblox. Let's go. Cái này bị lỗi rồi. Cái này thì của iPad không chơi được. Còn hiện tại thì Android vẫn đang chơi được cái background. Phiên bản mới có thể nó chưa thích ứng với lại cái iPad này. Ok, mình sẽ chọn một anh chàng thật là to béo luôn. Có một anh chàng đang ở trên kia đánh nhau với ai đó. Anh ta đi luôn rồi. Mình sẽ tiến ra chỗ đông người. Anh ta đây.
À, đây là một anh hoàn toàn mới luôn. Mình xin giúp anh ta. Ồ, cao quá. Ok, anh ta đã hy sinh rồi. Wow. Oh my god, chết rồi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Ozin 3. Skip. Play. Lần này thì mình sẽ chọn Mach 2. Tới game này thì các bạn phải đi xung quanh một tòa nhà và các bạn tìm cho mình 5 chiếc chìa khóa. Khi các bạn tìm được 5 chiếc chìa khóa là các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này và thoát khỏi Slenderman đang muốn bắt các bạn. Đây là máu này, mình sẽ ăn máu luôn và mình sẽ đi đường khác. Ở chỗ này ít khi là có chìa khóa lắm. Ok, let's go. Trong này không biết có không. Ok, mình sẽ tiến sâu vào trong này. Ồ, gặp Slenderman rồi, chạy thôi. Anh ta lại ở ngay đây. Bắt buộc phải đi đường này rồi. Đây là đường cụt. Rồi, mình sẽ tiến sâu vào trong đây. Đây là một hộp dương. Ok. Rồi, mình sẽ đi đường này. Xem có gì không. Đây, một chiếc chìa khóa. Ok. I should get out of here. Gặp ông ta là ngay đây. Mình sẽ quay đi chỗ khác. Không có gì, ok. Không biết đây có phải cụt không. Cụt rồi. Rồi mình sẽ ăn máu. Rồi, đã bình tĩnh lại. Xuống luôn đây. Ở đây có một chiếc chìa khóa này. Ok. Đó, các bạn cứ đi xung quanh rồi tìm 5 chiếc chìa khóa là các bạn sẽ thoát khỏi ngôi nhà này và thoát khỏi ông Slenderman. Ok.
Mình sẽ vào lốt trong này xem có không. Và các bạn có thể lên trên này, nó rất là nhiều đường để chạy luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển tiếp sang tựa game tiếp theo, Evinun. Let's go. One day. Su. Xuống đây thì bà ta sẽ không xuống được, bà ta phải đi xuống dưới. Rồi bà ta cũng chẳng nhìn mình thôi. Wow, một phát chết luôn. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Surrenderia. Zosalaha. Let's go. Tiếng nhạc rất là hãi luôn các bạn nhé. Game này thì các bạn phải đi truy tìm 8 quyển sách. Ở trong này thì có cả gọi là bà ma và ông quỷ và một đứa con. Nó cũng có thể giết được các bạn. Wow, bà ta đã xuất hiện luôn trước mặt mình rồi. Cái này đúng như một mê cung. Mình đang nghe tiếng bước chân của ông quỷ. Của ông quỷ đâu? Chạy thôi. Wow.
Đó, các bạn cứ đi xung quanh trong trong một mê cung này, các bạn cứ đi xung quanh. Sau đó thì các bạn sẽ phải đi tìm 8 quyển sách. Và khi tìm 8 quyển sách thì các bạn sẽ thoát được khỏi nơi này, thoát được khỏi gia đình ông nhà bà ma này. Và sau đó thì các bạn sẽ chuồn ra. Chỉ cần tìm 8 quyển sách thôi là các bạn có thể thoát khỏi. Ok, và bây giờ thì mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.